Hello, xin chào mừng tất cả mọi người trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Ra Bắc Tây Nguyên. Chắc các bạn cũng nhận ra giọng nói của mình là chủ kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Ra Bắc Tây Nguyên. Thì hiện tại kênh của mình đang có 3 người quản trị. Đầu tiên là mình, thứ hai là Đại. Đại là số điện thoại 0384 750 258. Và quản trị thứ hai đó là Tú. Tú là 0965 611 179. Cho nên là anh em khi thấy kênh của mình có đăng bán và để những số điện thoại liên hệ của Đại và Tú thì các bạn yên tâm giao dịch. Tại vì thời gian qua mình cũng mắc công việc nhà, mình đang xây nhà cho nên là thành ra là hầu như là cũng giao hầu hết công việc lại cho Đại với Tú, nhưng mà mình vẫn quản lý. Hôm nay thì đáp lại cái sự mong chờ của các bạn thì mình có đăng bán một cái lô loại một hoàng thảo rất là đặc biệt. Cái thằng này nó là các bạn mới nhìn nó thì nó là như cái cây củi khô. Và các bạn sẽ thắc mắc là không biết có cái gì mà người ta đua nhau người ta mua cái loại này. Thì mình xin giới thiệu các bạn, đây là cái loại hoàng thảo đơn cam. Thì trước mặt các bạn đây thì mình đã chia thành các phần bằng nhau, thì mình sẽ cho các bạn xem. Đầu tiên các bạn thì những cái cụm như thế này là một phần. Đó. Một cái phần như thế này thì có khoảng 5 cục nguyên bản. Đây các bạn xem này. Cái giống đơn cam luôn của con tôm mình thì nó không có cái hàng dài thì nó không có nhiều, mà đa phần nó lùn lùn như cái ngón tay như thế này, cho các bạn xem nha. Đấy, nó như vậy đó, nó bám nguyên bản trên một cái thân cây và người ta đẻo ra người ta lấy về. Như vậy thì cái tỷ lệ sống của nó cao hơn đó. Và các bạn về chỉ việc ghép vào trong chậu thôi và các bạn tưới nước. Thì cái mùa xuân này là nó sẽ cho bạn một cái bụi hoa màu cam rất là rực rỡ. Đây các bạn thấy không, như một cái mầm ngắn của năm trước đây, và các bạn thấy còn cái cuống hoa đây. Các bạn mà xem các clip của mình cũng cái thời điểm này năm ngoái đó, mùa Tết đó, thì các bạn thấy hoa đơn cam nở rực rỡ luôn. Lúc đó thật sự là thấy những cái mầm này như củi khô, nhưng mà thực ra nó rất là giá trị. Trong thời gian ngắn nữa thì nó sẽ để cái nụ lên và nó ra một cái chùm bông cực kỳ rực rỡ luôn. Và hiện tại thì hàng nguyên bản này có giá nó khá là cao. Đó, cao hơn so với bản thân là đơn cam nó cũng đã mắc rồi các bạn. Nó nằm trong top những cái loại lan rừng đặc sắc và giá trị của Việt Nam. Chưa kể cái hàng nguyên bản. Thằng này mọc trên những cái cây rất là cao, cao độ cao tới 30-40 mét lận. Và cái người hái người ta phải trèo lên rất là nguy hiểm. Thí dụ hái mà bóc thì đơn giản, nhưng mà hái mà có được những cái cành cho mọi người về chăm chăm cho nó dễ, nguyên bản như thế này thì rất là khó. Và đây mình có chia đều thành các phần nữa các bạn. Và các phần là tương đối đồng đều nhau. Không có nhiều, khoảng vài chục phần dành cho vài chục người trên tổng cái số mà mấy chục ngàn người đăng ký theo dõi kênh của mình. Hiện tại một giá bán một cái phần nguyên bản này là 350.000 nha các bạn. 350.000, và các bạn mình không không bao ship nha. Ship thì mọi người tự trả khoảng mấy chục ngàn thôi. Nói chung chúng ta bỏ ra mấy trăm nghìn để chúng ta có những cái giò lan, chúng ta chơi hoa rực rỡ màu màu cam rực lửa nữa thì tuyệt vời luôn. Cái này mình đã chơi 2-3 năm trước là mình biết rồi. Và cái đơn cam chỉ có cái mùa này mới có nha các bạn. Có cái mùa khác rất là ít, rất là rải rác, còn riêng cái mùa này thì có. Rồi, ngoài các cái phần nguyên bản thì mình có 6 cái phần rời. 6 phần rời này được. Rời thì nó cũng có những cái mầm to, những mầm tí hon. Cái giống này nó vậy, nhưng mà nhỏ nhưng mà có vỏ nha các bạn xem này. Mình nói đơn giản thôi, như một cái mầm này các bạn thấy không, nó chỉ khoảng là 1,5 cm thôi, nhưng mà các bạn thấy nó có quả không. Đó là cái hay của thằng đơn cam, nó nhỏ nhưng mà nó vẫn có cho hoa nha các bạn. Mình nói đơn giản, những cái mầm tí hon cỡ 1-2 phân như thế này vẫn cho hoa bình thường. Vậy mới gọi là cái nghệ thuật bonsai chơi lan rừng của thằng đơn cam, là cái giá trị chỗ đấy. Và các cái phần các cái phần rời này á, thì nó cũng đồng giá là 350.000 nha các bạn. Cái số lượng mầm nó nhiều hơn so với cái hàng nguyên bản. Và các bạn cũng về cũng chỉ việc ghép lên gỗ. Và các bạn ghép lên chậu cũng được. Trong đó trong mỗi phần này thì đều có những cái mầm, có một cái mầm lớn hơn. Những cái mầm này các bạn bỏ vào chậu chơi. Và các bạn sẽ có ngay một cái chậu lan tuyệt đẹp để các bạn chơi. Riêng trong lô ngày hôm nay thì mình có hai cái lô lớn nguyên bản lớn này các bạn. Đó. Mỗi mỗi một cái phần này là có 2 phần thôi, mỗi một phần này là giá 500.000.
Trong đó thì các bạn có bốn cái mâm lớn, mâm nguyên bản nhưng mà lớn hơn hẳn so với các cái mâm kia này, lớn gấp đôi luôn các bạn. Hai phần lớn này gọi là hai phần VIP, thì mỗi phần này 500.000. Cứ mỗi một mâm này các bạn có thể bỏ vào trong một chậu nha các bạn. Nó các bạn thấy nó bắt đầu nó sưng cái mắt ngủ rồi này, mắt ngủ nó hơi sưng sưng. Đó, một phần này 500, phần 500. Còn lại tất cả các cái phần nguyên bản và hàng rời kia là đều là giá, mình nhắc lại đều là giá 350.000, và bên mua là lo phần ship, các bạn lưu ý nha. Chi phí ship khoảng 50.000 nhỉ. Rồi, do cái số lượng hàng các bạn nhìn thấy thôi, thật ra chỉ được khoảng vài chục phần, nên anh em nào mua thì các bạn nhanh chóng các bạn chốt, ưu tiên khách quen. Còn nếu mà khách lạ thì các bạn những cái phần khoảng 300-400.000 này mình vẫn ship code cho các bạn bình thường nha. Nhưng mà các bạn lấy từ 2-3 phần, lấy nhiều thì các bạn vui lòng chuyển khoản cho mình. Nếu mà thứ bảy chủ nhật ngân hàng không làm việc thì các bạn có thể ra cửa hàng Viettel, cửa hàng Thế Giới Di Động, các bạn chuyển qua số điện thoại được. Còn thật ra cái giá trị nó không bao nhiêu, 300-400.000 này các bạn, cái quá trình gửi lan đi gửi lan về, bưu điện nó tính tiền phương cất đi cất về, cho nên là các bạn vui lòng không bỏ bom mình nhé. Tại vì anh em nó bỏ bom một lần thôi thì sẽ lưu vào cái danh sách bom của bên mình mãi mãi luôn, thì các bạn coi như chấm dứt cái việc mua lan bên mình luôn. Rồi, xin chào tất cả mọi người nhé. Giờ mình sẽ chụp một cái hình để làm thumbnail video. Đây là giống đơn cam luôn, hoa rất là rực rỡ luôn. Rồi, chào tất cả mọi người.